lọ lem mới là đẹp nè. Sáng hẹt rồi, phòng của Robin sao mà đẹp chứ. Máy cậu là sáng hết rồi, phòng của Elsa mới là đẹp nhất nè. Bốn cô bạn không ai chịu nhường ai. Cuối cùng cả bốn bạn đã quyết định tự làm lấy căn phòng của riêng mình. Và muốn trang trí căn phòng của mình thật lộng lẫy với những bông hoa đỏ thắm, những quả táo vàng ống và những chú chim hót líu lo. Còn có 7 chú lùn và hoàng tử trong mơ nữa. Còn Sara thì yêu thích phong cách của lọ lem. Một căn phòng với gam màu xanh da trời, trông thật yên bình quá. Thật lãng mạn và dễ thương theo phong cách của Rapunzel xinh đẹp. Phòng của mình thật huyền ảo, lung linh. Một nàng Elsa xinh đẹp với một mái tóc băng dài bồng bềnh. Nhưng sự yên bình này không kéo dài được bao lâu thì không ai chịu nhường ai. Cả bốn cô bạn được tìm cách để phá nhau. Ah!
vậy? Từ chối hiểu. Mỗi nàng công chúa đều có vẻ đẹp riêng. Tại sao các con không thử kết hợp lại với nhau hả? Chúng tôi sẽ cùng nhau ra lại. Bốn cô bạn đều hiểu ra rằng mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, không cần phải tranh cãi hay ganh đua với nhau, chỉ cần cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Các công chúa, ăn bánh tôi nào. Nhanh tay đăng ký tôi nào. Trái, phải, 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 trái, phải. Coi, cho con đăng ký tham gia. Ok. Con cũng muốn tham gia. Ok. Nè, con đăng ký trong cái bộ. Nghèo khổ mà tham gia cái gì? Nói cái gì vậy? Ôi, sao lại là tới nha? Gì đó? Nghèo mà tham gia cái gì? Sao chứ? Bắt thể hiện lại đi nha. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Tham gia nào. Xếp. Chương trình của chúng ta xin được phép bắt đầu. Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị chưa? Chiến thôi. Vòng 1. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chọn bên trái hay bên phải? Một bạn và Suzy cùng tham gia một cuộc thi make-up xinh đẹp. Nhưng khi cuộc thi bắt đầu, cả hai đều phân vân, không biết nên chọn hộp nào. Nhìn xem, Suzy ỷ mình giàu có nên cho ăn gian kìa. Ê, có chậu phải. Ok. Ê, chờ là có phải đúng không? Dạ. Con đâu được chọn chứ. Cuộc thi xin được phép bắt đầu. Suzy rất vui mừng khi biết rằng hộp phải có rất nhiều món đồ make up đắt tiền và chất lượng. Trong khi đó, búp bê lại nhận được những món đồ make up bình thường, thậm chí có một số món đồ bị hỏng nữa. Thank you.
không chiếm được ưu thế. Nhưng không hề lo lắng, cô bé vẫn bình tĩnh đến đó. Cô bé sử dụng những món đồ make up bình thường một cách sáng tạo và khéo léo. Oh.
thật là xinh đẹp và cuốn hút, y như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Trời đất ơi, con làm gì vậy Suzy? Con không có biết gì đâu nha. Không có phải con đó mà. Con bị loạn. Đã giành chiến thắng trong cuộc thi, chứng minh rằng tài năng và sự sáng tạo mới là điều quan trọng nhất. Mai đang giúp Suzy sửa lại tủ đựng đồ. Mike, bạn có chắc là bạn biết sửa cái này không giờ? Chuyện này nhỏ mà, các bạn cứ tin ở mình. Loay hoay một hồi thì Mai cũng sửa xong. À, hình như là chưa xong. Cậu đỉnh thật đấy Henry. Chào buổi sáng cả lớp. Chào thầy. Tối nay chúng ta sẽ tổ chức buổi tiệc Giáng sinh. Tụi em hãy giúp thầy trang trí lại lớp mình nhé. Dạ thầy ơi, thầy ơi, em làm cho. Ủa, nghèo như bạn thì làm được cái gì chứ? Ôi. Ê, bạn nói vậy nghĩa là cái gì? Mình nói là bạn nghèo đó. Sao? Đủ rồi, bây giờ hai bạn tự trang trí phòng tiệc Giáng sinh đi, rồi chúng ta cùng xem phòng ai đẹp nhất. Chịu không? Chốt kèo. Mình sợ bạn chắc. Cuộc chiến trang trí phòng Giáng sinh giữa Mai và Henry chính thức bắt đầu. Xấu.
Trời ơi, công sức của mình. Henry, cẩn thận! Tuy Mai cứu được Henry, nhưng căn phòng thì toang hoang mất rồi. Henry, bạn có bị thương ở đâu không? Mình không sao. Mike, mình xin lỗi vì đã phá bạn. Bạn không sao là tốt rồi. Bây giờ tụi mình cùng trang trí nha. Đồng ý. Mấy bạn ơi, đây đây này, chúc mừng Giáng sinh. Đẹp quá tụi con. Dạ, em và Henry cùng nhau làm đó thầy. Ồ, thiệt hả? Tụi em giỏi lắm, đúng là học trò cưng của thầy. Thầy có quà cho tụi em nè. Ồ, có quà, có quà. Em cảm ơn thầy. Mình tặng cho bạn nè. Em cảm ơn. Đoàn kết là sức mạnh, phải không nào? Búp bê là một cô bé nghèo sống trong một căn nhà nhỏ cùng với ba mẹ. Cuộc sống gia đình tuy không mấy dư dả, nhưng dù vậy, ba mẹ của búp bê vẫn luôn cố gắng để dành cho búp bê những điều tốt đẹp nhất. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với búp bê, bởi vì đó chính là sinh nhật của cô bé. Mừng sinh nhật búp bê, mừng sinh nhật búp bê, mừng ngày đó búp bê ra đời. Happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật búp bê, mừng ngày sinh nhật búp bê, mừng ngày đó búp bê ra đời. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật con gái nha. Búp bê nghĩ rằng nếu gia đình của mình giàu có thì sẽ được tổ chức sinh nhật trong một ngôi nhà sang trọng, có rất nhiều quà và được mọi người chúc mừng. Ước gì gia đình mình trở nên giàu có ha. Và rồi, điều ước của búp bê đã trở thành hiện thực. Cô
bé trở nên giàu có và được tổ chức sinh nhật trong một ngôi nhà sang trọng. Búp bê cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Trẻ ơi, đi làm thêm. Đây là quà sinh nhật của con. Con muốn mua gì thì mua. Mời cô chủ ăn cơm. Cuộc sống đã giàu sang, bà mẹ của búp bê lại luôn bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian dành cho búp bê nữa. Búp bê cảm thấy vô cùng tủi thân và cô đơn. Búp bê. Chào bà chủ. Chào. Ba mẹ, chơi với con đây. Búp bê, nhà con bao việc, quẩn đầu chơi con. Ba mẹ, chơi với con đi mà. Ba mẹ không có thời gian. Ba. Tiền nè, con cầm lấy rồi chơi một mình đi. Giờ ba mẹ phải đi rồi. Hmm.
Bé ơi, bé ơi, bé đâu rồi? Ra đây chơi, ra đây chơi. Ben, một kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện và muốn bắt cóc búp bê. Búp bê cảm thấy hoảng sợ và tuyệt vọng, nhưng khi cố gắng gọi điện cho ba mẹ lại không ai bắt máy. Chúc mừng sinh nhật búp bê. Ba mẹ ở nhà đón sinh nhật với con được không? Chuyện đó là đương nhiên rồi mà. Búp bê nhận ra rằng tình yêu thương của ba mẹ mới chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời mình. Thả nến đi con. Chải cho đẹp đẹp vô nha. Ôi, mắt ẩu. Con trai. Mẹ, tới giờ đi học rồi nè, đi thôi con. Thôi con không có đi học đâu, con muốn đi chơi thôi mẹ. Thưa cô chủ, thật không biết hôm nay của cô chủ đó là gồm toán, lý, hóa, văn, sử, địa, sinh, khoa học, taekwondo, karate, bơi lội, điền kinh. May là con trai của một gia đình giàu có, cuộc sống của cậu dường như có tất cả, chỉ thiếu sự tự do. Con không có muốn đi học đâu, con chỉ muốn đi chơi thôi à. Vệ sĩ đâu? Dạ. Bắt cậu chủ đi học. Mời cô chủ. Không, con không có đi. Đi mà. Hay vậy quá. Trời đất ơi, bung ra tôi. Sao thả? Bung ra. Không, tôi phải bảo vệ cô chủ. Ôm cứng ngắc vậy. Tôi từ chối hiểu. Mấy đứa bánh bèo mà lấy sao tôi mua nó được. Mike, con nhà giàu. Dạ, con cảm ơn con. Bobby, con nhà nghèo. Đi đâu vậy? Ôi, cái sơ hở là ôm vậy? Đi. Tôi muốn lại đặng. Không có được, ngại đi đây mà. Trời ơi, đau bụng quá. Cô chú. Cái mùi gì? Cái mùi gì mà thối quá vậy trời ơi? Mai tình cờ nhìn thấy Barbie, một cô bé nghèo đang nhảy múa bán hàng ở trên đường phố. Vết sự tự do của Barbie đã thu hút Mai ngay lập tức. Mai quyết định bỏ nhà theo Barbie. Cô ta trốn khỏi sự bảo vệ của vệ sĩ và tìm tới Barbie. Ôi trời. Bà chủ ơi, cậu chủ mất tích rồi. Lấy chuyện cây nha. Dạ. Dạ, cảm ơn. Ha.
vậy? Ô là trời, mình làm được hơi bị nhiều nha, coi nè. Ôi 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 một cây có đi cảm ơn nha em nữa mai mốt mà cũng gọi nha ôi trời của chị nè cảm ơn em nha cảm ơn chị cảm ơn anh nhiều nha tiền của cậu nè ok wow cậu hay quá ta cậu có thể đi theo mình cứ tự nhiên đi nha. Rời khỏi mẹ, mày phải làm việc vất vả để kiếm tiền, ăn những bữa ăn đạm bạc và ngủ ở những nơi chật chội. Ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Trời ơi. Ôi là trời ơi. Gì đây? Nè, cùng chàng với mẹ đâu? Nhắm mắt lại, ngủ ngon đi con. Dạ. Chỉ dầu cầu giang đông đinh. Sao tôi khổ quá vậy nè? Trời ơi. Nhìn nè. Hay là tụi mình tới đó xin việc làm đi. Có làm được không? Dạ, dạ được. Hôm nay hai bạn nhỏ đã tìm được một công việc tốt hơn tại một nhà hàng. Nhưng sự bình yên đã không kéo dài được bao lâu thì có sự xuất hiện của cặp giang hồ Ben và Bella. Đưa hết đồ ăn cho tao. Tao muốn đồ ăn. Có bao nhiêu đồ ăn là đưa hết ra đây. Tao nói tụi mày thì không vậy. Lấy lìa đồ ăn đưa đây. Tay chân gì chồng da chó mất rồi. Tụi mày ghẹ, nó không kiệm như tao. Mike. Cậu chủ ơi. Mày ơi. Cậu chủ. Tôi đâu rồi Mike? Tôi đâu rồi? Mày không lấy đồ ăn không là tao có đưa đồ ăn là tao quạo nha. Cậu chủ ơi. Hả? Cậu chủ. Cũng may là vệ sĩ của Mike đã đến kịp thời ngăn chặn Ben và Bella lại. Mike, anh sẽ không có bậy đâu. Mike, hả? Con có sao không con?
Dạ con không sao hết mẹ. À, sao con ở đây vậy? À, tại con muốn có cuộc sống tự do. Con xin lỗi vì đã bỏ nhà đi. Thôi không có sao đâu, con không sao là tốt rồi. À, đi về thôi con. À, khoan đã mẹ. Hả? May mà có ba Bi đã giúp đỡ con mấy hôm rài á mẹ. Cô cảm ơn con nha. Dạ. Em bé con nhỏ nè, cho ba Bi làm em gái của con được không? Ok. Yeah. Búp bê, một cô gái mọt sách, học giỏi nhưng lại xấu xí. Cô thích thầm Jack, một anh chàng đẹp trai và giỏi giang ở trong trường Mona. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm chứ đau lắm. Ai buồn, ai buồn, em buồn vì Jack. Búp bê đã cảm nắng Jack từ lâu nhưng vẫn chưa thổ lộ. Nhưng hôm nay, búp bê đã không thể nào giấu giếm được tình cảm thâm kín của mình đối với Jack. Mỗi khi nhìn thấy Jack, trái tim của búp bê đập loạn nhịp cả lên. Là bạn trai của mình nha. Là bạn trai của mình đi. Trời ơi, cái gì vậy? Là bạn trai của mình đi mà. Trời ơi, không có được đâu. Đang buồn bã, búp bê chợt nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Búp bê tò mò mở chiếc hộp ra. Bên trong là hai con búp bê Barbie và nàng tiên cá. Bỗng hai con búp bê lóe sáng và biến thành người. Họ chính là những nàng tiên đã bị phù phép và bị nhốt trong hộp gỗ này nhiều năm. Chào bạn nghe. Hai bạn nhìn quen lắm nè. Bạn là nàng tiên cá đúng không? Đúng rồi. Còn bạn là búp bê Bobby. Đúng rồi. Cảm ơn bạn đã cứu tụi mình nha. Tụi mình phải làm gì để trả ơn bạn đây? Vậy mấy bạn có thể làm cho mình đẹp hơn được không? Để Jack có thể khoái khoái mình hơn xíu. Ok. Để bày tỏ lòng biết ơn với búp bê vì đã giải cứu họ, Barbie và nàng tiên cá đã quyết định giúp búp bê thay đổi diện mạo để chinh phục trái tim Jack. Hey.
này nữa nè. À, mình có ý này nè. Bây giờ mình lấy hai bộ đồ phối lại với nhau, hợp lý không? Ok, okay. Cùng nhau họ đã tạo nên một cuộc biến đổi đặc biệt cho búp bê, biến cô trở thành một phiên bản mới hoàn toàn theo phong cách Barbie, kết hợp với vẻ ngoài quyến rũ của nàng tiên cá. Từ tóc tai tới trang điểm và trang phục, búp bê trở nên lộng lẫy và quyến rũ hơn bao giờ hết. Đẹp không? Wow, đẹp quá. Hơi đẹp, hơi đẹp. Đẹp chứ mà đẹp gì nữa trời. Đi thôi, let's go. Gói này. Wow, hay quá vậy. Tới lượt bạn rồi đó. Cuối cùng, búp bê đã có thể tự tin xuất hiện trước mặt của Jack với một diện mạo mới. Sự thay đổi đột ngột và sự tỏa sáng của búp bê khiến cho Jack ngạc nhiên và đầy thán phục. Trái tim của anh chàng đẹp trai này đã không thể chống lại được sức hút của búp bê trong vẻ bề ngoài mới lạ và quyến rũ. Con nhà nghèo thì cho là ghét mấy người nghèo mà ưa tạo nát đó. Susie, con nhà giàu. Nè, bạn nói cái gì vậy? Ai nghèo? Nói mày chứ đó. Ai nữa? Nghèo rồi nghèo. Là nghèo không cho an phận. Chỉ là không có tiền thôi. Nói thì thế này kia. Trời ơi, nhà đi cho được ra ra được làm gì nữa. Trời ơi, nghèo mà còn không được tỏi nữa. Nghèo nữa sao? Chào mừng các em đã đến với cuộc thi trang trí nhà. Bây giờ các em hãy chọn căn nhà mà mình yêu thích đi nào. Dạ. Dạ. Búp bê và Susie cùng tham gia một cuộc thi trang trí nhà. Susie ngay từ lần gặp đầu tiên đã tỏ ra khinh thường búp bê với vẻ kênh kiệu và thái độ đầy kiêu hãnh. Chúc mừng bạn của bạn nè. Cảm ơn bạn nha. Bye bye. Chị ơi, của chị nè. Bye bye chị, chúc chị chơi vui nha. Chơi vui về chị nghe.
Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu. Chúc may mắn. Mình nhất định sẽ thắng. Mơ đi. Búp bê đã tìm ra những cách sáng tạo và tiết kiệm để trang trí cho ngôi nhà của mình. Cô bé sử dụng những vật liệu tái chế, sơn màu và hoa văn tự nhiên để tạo ra một căn nhà độc đáo và gần gũi với thiên nhiên. Ngược lại, Susie chủ yếu tập trung vào việc sử dụng những vật liệu và trang trí đắt tiền để làm đẹp khuôn viên xung quanh ngôi nhà của mình. Nhìn vậy, thấy nhà của tôi đẹp không? Với bày sự giàu có của mình với đèn trang trí đắt tiền, vườn cây cảnh và đèn sáng lung linh. Ngược lại, búp bê tuy không có nhiều thứ nhưng đã tận dụng tối đa mọi nguồn tài nguyên để tạo ra một không gian ấm cúng và đẹp mắt. Vệ sĩ, tới đây liền nghe. Ghen tức trước sự sáng tạo của búp bê, Susie tỏ ra tức giận và quyết định tìm cách phá hoại công trình của đối thủ. Lui. Ok. Alo. Ok. Ha, mày chắc chắn là thua rồi. Sợ quá. Hmm?
về lại càng tìm ra những cách làm mới và đẹp mắt hơn nữa. Hết giờ, hết giờ. Và đây chính là giám khảo từ Mỹ trở về. Cô chào các em. Và người chiến thắng chính là búp bê. Xin chúc mừng búp bê. Chiến thắng của búp bê đã cho chúng ta thấy rằng sự sáng tạo và tình yêu thương có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Ai cũng có thể làm đẹp cho ngôi nhà của mình theo cách riêng của họ. Chúc may mắn lần sau nha. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của gia đình Chuyên và Emma. Cái đêm cùng Chuyên mời vào nghe. Đứng lại. Bella, một tên trộm đang bị cảnh sát truy đuổi trong khi ả ta đang tìm nơi trú ẩn và tình cờ phát hiện ra phòng make up ở gần đó. Ả ta nhanh chóng bước vào, dễ dàng cắt đuôi được cảnh sát. Tình cờ bắt gặp Emma trong phòng make up. Với một hành động nhanh nhạy, ả ta đã chuốc thuốc mê Emma, mặc áo cưới, giả làm cô dâu. Con hai nhìn em cưng đó. Xin lỗi nha, lộn tiệm. Mẹ ơi, xong chưa? Mẹ ơi, xong chưa mẹ? Lâu quá vậy? Mẹ xong rồi. Ủa mẹ, sao nay mẹ lùng quá vậy? Ra là giả bộ. Đi theo con mà. Ba, phu nhân của ba nè. Ủa, Emma. Em nè, cục vàng của anh với ai? Em nè. Em nè. Thôi tới giờ rồi, đi thôi em. Cứ như vậy, đều là dễ dàng qua mặt được Chuyên, búp bê và các vị khách mời. Trăm năm hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn. Cảm ơn.
Chị chồng hôm nay đẹp đôi quá nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Tuy lúc đầu trong lòng khá là lo lắng, nhưng nhìn thấy củ cà trên tay của các vị khách mời, Bella đã chuyển mục đích. Em Ma. À, chào anh nha. Chúc mừng vợ chồng bà nghe. Hôm nay bà đẹp lắm á. Giả trần gì đâu hả? Thấy mặt mũi gì đâu kêu đẹp. Lấy hết nhẫn cho bỏ đi. Ôi trời ơi, bạn của tôi. Chúc mừng bà nha. Đẹp quá, đẹp quá. Bạn ơi, tôi nhớ bà lắm luôn á. Nhớ quá nè. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cả bà nữa rồi nhớ. Một hai, má dạy. Hả? 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 À, cảm ơn em. Buổi tiệc xin phép được bắt đầu. Và bây giờ là tiết mục cắt bánh kem. Các bạn đi, các bạn đi. Bánh kem. Bánh kem. Bánh kem. Bánh kem. Cắt đi em. Hả? Và buổi tiệc bắt đầu. Thời điểm buổi tiệc bắt đầu cũng là lúc Bella bị lật mặt. Không có gì đâu, không có gì hết. Mọi người ơi, đó là ăn trộm. Ăn trộm. Bên đây nè. Đừng nha, đừng làm hại con bé. Tôi đã trả lời rồi, chúng ta tôi sợ. Trả con bé lại cho tôi. Bé nhìn kìa. Không sao không? Sao con? Bà lo quá trời luôn. Sau một hồi chống chọi với tên trộm, Bella cuối cùng cũng đã bị mọi người hợp tác bắt giữ, giao cho cảnh sát. Hey, buổi tiệc lại bắt đầu thôi. Chúc mừng bố mẹ. Cảm ơn. Vui quá. Mời mọi người nha. Hai vợ chồng nhìn cưng quá ha. Trăm năm hạnh phúc.